Sáng nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thi công dự án sửa chữa toàn bộ đường Nguyễn Hữu Cảnh là một trong những điểm nóng ngập úng mỗi khi trời mưa với kinh phí gần 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi dự án mới bắt đầu triển khai, rất nhiều hộ dân ở đây lo lắng ngập sẽ dồn vào các con hẻm và tái diễn tình trạng nhà biến thành hầm chứa nước như dự án nâng đường Kinh Dương Vương trước đây. Căn nhà này nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi khi trời mưa xuống, mặt tiền trước căn nhà đã biến thành sông như thế này. Tuy nhiên, sau khi biết được thành phố sẽ nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh từ 50 đến 120cm, chủ căn nhà này cảm thấy lo lắng vì sẽ không có điều kiện để nâng nhà lên cao như mặt đường. Căn nhà có nguy cơ trở thành hầm chứa nước khi mưa xảy ra. Nếu mà nâng đường thì nhà phải ngập rồi đó. Ngập chứ. Ừ. Chưa nâng. Ngập như vậy, khá giả đâu có tiền thì ta sửa lên, còn mà không có tiền thì mình phải ở chịu ngập chứ là làm sao giờ? Công trình sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh với chiều dài toàn tuyến gần 3,2 km, mặt đường sẽ được nâng cao từ 50 cm đến 1,2 m. Tổng kinh phí hơn 470 tỷ đồng. Thời gian thi công dự kiến kéo dài khoảng 14 tháng. Sau khi biết thông tin, nhiều hộ dân ở hai bên đường Nguyễn Hữu Cảnh và các con hẻm nhỏ tỏ ra không đồng thuận. Nhiều người lo ngại khi dự án hoàn thành, nhiều ngôi nhà sẽ biến thành hầm và nguy hiểm hơn mỗi khi trời mưa. Cái tình trạng mà cứ mà đánh sân tinh thủy tinh vậy là đánh hoài luôn, cũng không bao giờ hết, ở đường Kinh Dương Vương đã bị rồi. Những cái nhà người ta mà nâng cái đường cao nhà là thành cái hầm mà. Nghĩ là xài máy bơm hoặc là mình cải thiện cái lòng cống, còn nâng đường là biện pháp bất khả thi. Nếu mà nói về vấn đề nâng đường là anh không tán thành. Anh biết chắc là không được mà cứ mình làm hoài. Nói chung nâng lên hơn 1 mét nữa thì cái tuyến đường ngoài ở ngoài đó thì chắc là giao thông thì rất là ok rồi. Nhưng mà có cái ở trong các con hẻm này thì chắc chắn là sẽ có nguy cơ ngập. Đó là cái chắc chắn. Hậu quả của việc chênh lệch độ cao giữa mặt đường và nền nhà dân là điều mà các cơ quan chức năng cần phải tính đến. Bởi đã từng có một bài học tương tự như đường Kinh Dương Vương trước đây.